Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo tổ chức lễ tổng kết năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, nhà trường đã đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực theo chương trình giáo dục phổ thông mới, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, sáng tạo của học sinh, tăng cường tổ chức cho học sinh thực hành rèn kỹ năng sống, tích hợp giáo dục các phẩm chất cho học sinh trong quá trình dạy học. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 98% học sinh hoàn thành chương trình học, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Tại lễ tổng kết năm học, nhà trường đã làm lễ ra trường cho 204 em học sinh khối lớp 5. Phòng Giáo dục và Hội Khuyến học huyện Côn Đảo đã khen thưởng cho các em học sinh đạt xuất sắc trong năm học 2022-2023.